Vừa rồi là chúng ta đã giới thiệu về giao diện, bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào hơn một chút. Thế thì Photoshop thì thực ra chúng ta có hai cách làm. Nó một là editing, mà thường editing là chính. Editing là như thế nào? Là khi mà chúng ta làm việc, thường là chúng ta sẽ có một số các cái dữ liệu có sẵn, đấy là những cái ảnh có sẵn, và chúng ta sẽ mở nó ra và chúng ta thao tác với nó, có thể là tô màu này, có thể là thay đổi kích thước này, có thể cắt chỗ nọ ghép chỗ kia này, rồi thì tạo ra các hiệu ứng ở trên này. Thì cái đấy nó thuộc về cái khái niệm mà chúng ta gọi là editing, tức là trên một cái đã có sẵn rồi, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức, sử dụng các công cụ của chúng ta để chúng ta chỉnh sửa và chúng ta làm thêm, chúng ta sáng tác trên một cái nền tảng đã có. Đấy thì cái đấy là editing. Thế nhưng mà cũng có một cái dạng nữa thì nó thuộc về creating, tức là tạo mới cái gì đó. Ví dụ như là các bạn nếu mà làm về mảng thiết kế giao diện web chẳng hạn, hoặc là thiết kế giao diện cho các cái phần mềm hoặc là các ứng dụng chạy trên nền tảng di động chẳng hạn, thì những cái đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm mới rồi. Thế thì làm mới thì như thế nào và edit thì như thế nào? Đầu tiên chúng ta nói chuyện về làm mới trước. Làm mới thì phải tạo ra một file mới, và tạo file ở đâu thì như các chương trình khác thôi, chúng ta sẽ vào file, đúng không? New hoặc là Ctrl N. Lệnh này thì nó giống tất cả các lệnh ở các chương trình khác, bất kể là đồ họa hay là chương trình nhạc. Thế và khi các bạn nhấn lệnh này thì nó sẽ mở ra cho các bạn một cái hộp thoại để cho các bạn có thể là tạo ra cái tài liệu mới. Thế ở đây có mấy cái mà các bạn cần lưu ý. Một là name, thường là nó để untitled 1, 2, 3 gì đó, tùy theo cái thứ tự mà các bạn tạo ra cái tài liệu mới. Các bạn có thể để nguyên như thế này, rồi các bạn xếp sau, hoặc các bạn có thể là đặt tên cho nó. Đó. Ví dụ, tôi đặt tên. Thế trường name, đúng không? Thế nhưng mà quan trọng hơn là mấy cái này. Thì các bạn lưu ý cho tôi. Đấy là kích thước, đúng không? Kích thước dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có trường rộng đây, trường chiều cao đây, và có một cái điều quan trọng đó là cái đơn vị đo. Thì đơn vị thì chúng ta sẽ có hai cái khái niệm, một là đơn vị tính bằng cái đơn vị của ảnh, và hai là đơn vị tính theo cái đơn vị vật lý. Đơn vị vật lý là cái mà chúng ta rất quen, đấy là dài bao nhiêu cm, dài bao nhiêu mm, dài bao nhiêu mét, thì đấy là đơn vị mà chúng ta quen. Thế nhưng mà ở trong ảnh, xử lý ảnh thì thường là chúng ta sẽ có một khái niệm khác, đó là bao nhiêu điểm ảnh, mà ở đây nó gọi là pixel. Thì tí tẹo nữa thì tôi sẽ nói kỹ hơn các bạn về cái khái niệm pixel đó, tại vì đây là khái niệm mà nó mang tính nền tảng. Thế thì chúng ta chỉ nói nhanh rằng là nếu các bạn lập một cái tài liệu mới thì các bạn cần phải điền cái kích thước vào đây. Đấy. Tất nhiên là các bạn cũng có những cái đơn vị vật lý mà các bạn quen thuộc ở đây, bao nhiêu cm, bao nhiêu mm, bao nhiêu inch có. Thế nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ làm việc với đơn vị pixel và điểm ảnh này. Thế và ngoài cái việc là đặt chiều rộng bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu, thì có một cái khái niệm nữa là resolution, hay là cái độ phân giải, là một khái niệm mà chúng ta cũng cực kỳ phải để ý. Đấy là độ phân giải là bao nhiêu điểm ảnh trên một cái đơn vị chiều dài. Cái này xíu nữa chúng ta cũng sẽ lại nói thêm. Cái này vì sao? Vì là có những công việc khác nhau, và mỗi công việc khác nhau thì nó lại đòi hỏi một cái mật độ điểm ảnh khác nhau. Ví dụ như các bạn làm trên web thì các bạn chỉ cần là để độ phân giải là 72 như này là chuẩn đó. Nếu các bạn làm in offset chẳng hạn, những cái sách báo tạp chí mà các bạn vẫn cầm các bạn đọc, ví dụ như thế, thì cái đó nó lại đòi hỏi là cái độ phân giải là 300 cơ. Thế thì tùy vào công việc, hoặc là báo, hoặc là in bạc, những cái bảng quảng cáo, thì các bạn có khi là các bạn chỉ cần để là độ khoảng 100 cho đến 150 thôi là đủ. Thế thì cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái công việc mà các bạn xác định là các bạn làm gì, thì chúng ta sẽ thiết lập cái này. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn một phần nữa là phần color mode. Phần color mode này thì nó cũng là một cái khái niệm mà chúng ta cũng cần phải nắm vững về sau, nhưng bây giờ tôi sẽ giải thích nhanh. Đó là cũng giống như là vừa nãy tôi có nói là tùy từng công việc khác nhau thì nó sẽ đòi hỏi cái chế độ màu khác nhau, và trong đó chúng ta tạm thời phân ra hai cái chế độ lớn đi. Đấy là những cái gì mà trình bày ở trên màn hình là một,
và những cái gì mà sẽ phải in ra. Mà in ra ở đây thì tạm thời chúng ta cứ quy ra thành mảng in offset đi. Đấy, in máy in công nghiệp đi. Thì những cái chế độ mà in ra thì chúng ta sẽ phải để ở chế độ CMYK Color này. Thế còn thường thì các bạn sẽ thấy là các công việc khác, hầu như các công việc khác nó sẽ để ở chế độ RGB này, hay là chúng ta quen gọi là theo kiểu tiếng Việt là RGB đấy. Đấy. Thế thì đấy là vài cái mà chúng ta sẽ phải thiết lập. Thế còn background content là cách thiết lập cái màu nền của cái tài liệu của chúng ta mở ra là có màu gì. Các bạn có một vài lựa chọn có thể sổ ra, đúng không? Màu trắng này, màu background color trong suốt này, thì có một vài cái cách thiết lập như thế. Và sau khi các bạn thiết lập xong thì nhấp OK thì nó sẽ mở ra một cái tài liệu theo đúng như cái kích thước mà các bạn yêu cầu, chế độ màu các bạn yêu cầu, độ phân giải các bạn yêu cầu. Đấy, như vậy là chúng ta đã mở ra, và sau đó thì chúng ta có thể làm bất cứ cái gì trên nó. Ví dụ lấy bút vẽ một cái gì đó, đúng không? Vẽ mà không thích thì lấy tẩy tẩy đi, hoặc là làm rất nhiều thao tác khác. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải tạo ra được một tài liệu đã. Sau khi tạo xong tài liệu hoặc là làm cái gì đó rồi thì chúng ta sẽ lưu nó lại, cái kết quả của chúng ta lại. Thì vào file và save. Các bạn sẽ phải chỉ định cho máy biết là chúng ta lưu nó vào đâu. Đó, đặt tên này, lưu vào đâu này. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có rất nhiều định dạng khác nhau. Trong đó tạm thời bây giờ chúng ta cứ làm quen đi, đó là cái định dạng là .psd. Thì đấy là cái định dạng đuôi của Photoshop, tài liệu là Photoshop. Thế còn sau này chúng ta sẽ nói thêm về các định dạng đuôi trong các cái công việc khác nhau. Còn tạm thời bây giờ chúng ta cứ biết rằng là nếu lưu trong Photoshop thì mặc định, mặc nhiên nó sẽ là đuôi PSD. Thế sau khi mà chúng ta lưu, đúng không? Bây giờ tạm thời lưu ra desktop, đặt tên, xong, save. Và như vậy là chúng ta đã lưu xong cái quá trình làm việc của chúng ta, không cần nữa thì đóng lại. Như vậy là chúng ta đã biết cách tạo ra một tài liệu mới. Thế còn mở thì đây, file, open. Nếu editing, tức là chúng ta có một cái gì đó mà chúng ta muốn muốn chỉnh sửa, đúng không? Thì các bạn chọn lấy một cái ảnh ở trong folder nào đó mà các bạn muốn chỉnh sửa, sau đó thì nhấn open, mở ra thì nó sẽ hiện ra thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm các thao tác khác nhau, ví dụ như chỉnh màu đó, độ rực, độ sáng, độ tối, ví dụ như thế. Còn rất nhiều thao tác khác nữa. Và sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta cũng có thể là save hoặc save as, nếu như chúng ta vẫn muốn giữ cái tài liệu gốc và tạo ra một cái tài liệu mà lưu lại những gì chúng ta chỉnh thì chúng ta save as. Còn nếu mà lưu save thì nó sẽ lưu đè lên cái tài liệu cũ. Nhưng mà thường thì hãy nhớ rằng là nên lưu save as, tại vì là làm thiết kế thì không ai có thể nói được rằng là làm một lần là xong đâu. Chúng ta có thể hài lòng nếu như chúng ta làm cho chúng ta, nhưng nếu làm cho khách hàng thì chúng ta hài lòng, mà khách hàng không hài lòng thì chúng ta sẽ phải làm lại. Mà trên cái góc độ là đã chỉnh sửa trên cái ảnh gốc rồi ấy, thì sẽ rất khó để chúng ta có thể làm lại một cái cho nó tốt. Cho nên là tốt nhất là lưu giữ cái ảnh gốc, đừng bao giờ đụng đến nó. Và sau khi làm xong thì nên lưu save as nó ra thành một cái thứ gì đó. Ví dụ tôi lưu save as ra đó. Thế thì chúng ta sẽ lưu thành một cái file mới. Và lúc đó thì tùy từng cái định dạng một mà nó sẽ có cái hộp thoại mở ra để chúng ta thiết lập cái chất lượng, các chế độ cho nó. Sau khi OK xong, các bạn có thể đóng lại. Như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được hai cái, đó là tạo mới tài liệu và mở tài liệu như thế nào, lưu tài liệu thế nào, và làm quen qua một vài cái khái niệm về cái đuôi, dạng thức đuôi của tài liệu.